Xin chào mọi người, mình là Nguyên. Hôm nay là một ngày đặc biệt, một dấu mốc không thể quên trong hành trình của mình cùng các bạn trên YouTube này. Mình đã chính thức nhận được nút bạc. Điều này đã đánh dấu, mình đã vượt qua 100.000 người đăng ký ở trên kênh của mình. Chiếc nút bạc này không chỉ là thành quả của mình, mà còn là của tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Trong suốt thời gian qua, cảm ơn từ tận đáy lòng mình gửi đến các bạn. Nhưng bạn biết không, con đường mình đi không hề trải đầy hoa hồng. Đã có những lúc mà mình cảm thấy kiệt sức, cảm thấy tự ti về những lời chê bai và không ít lần mà mình muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như thế, mình lại nhận được những lời ủng hộ, những sự động viên từ các bạn. Và đó là động lực để mình tiếp tục bước đi. Mình bắt đầu làm YouTube vào năm 2020. Ban đầu, mình chỉ chia sẻ những điều đơn giản mà mình biết hoặc là đã học được, như là cách tạo Gmail hay làm thế nào để tạo ra một trang Facebook. Mặc dù những cái chủ đề này tưởng chừng rất là cơ bản, nhưng mà lại có rất nhiều người chưa biết và video của mình nhận được nhiều lượt xem bất ngờ. Dần dần thì mình chuyển sang hướng dẫn kiếm tiền trên các nền tảng như là Tambuk hay là Olacity, và nâng cao hơn là đầu tư vào crypto và làm affiliate marketing. Nghĩ lại về những ngày đầu làm YouTube thì cái quá trình làm không hề đơn giản. Và quá trình làm YouTube không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Mình nhớ rằng những cái ngày đầu làm YouTube ban ngày vẫn còn bộn bề với những công việc kinh doanh. Mình chỉ dành thời gian vào buổi tối để quay video. Và có những ngày quay video dài từ 2 cho đến 3 tiếng, khiến cho cổ họng của mình không thể nói được và bị mất tiếng nguyên cả tuần đó. Lúc mới bắt đầu làm YouTube thì mình cũng như rất là nhiều bạn, đó là ngại xuất hiện. Mà cái hồi đó mình còn là người đang niềng răng. Và cái việc mà khi mà các bạn niềng răng ấy thì vô cùng là tự ti. Lúc đó thì mình làm những video đều không có xuất hiện mặt của mình, và chỉ có quay màn hình thôi. Các bạn có thể xem lại những cái chuỗi video ngày đầu của mình ấy, không hề có những cái video lộ mặt. Mình nhận ra một điều rằng những cái giá trị chia sẻ trên YouTube nó không đến từ cái việc là bạn có ngoại hình, bạn có giọng nói hay là có khuôn mặt xinh đẹp. Mình nhận ra rằng sự tự tin nó không đến từ ngoại hình hay là giọng nói, mà nó sẽ đến từ sự tự tin ở bên trong mỗi chúng ta. Nếu như mà các bạn có những cái điều chia sẻ hữu ích thì các bạn đừng ngại về những cái rào cản đó. Mình đã được học rằng trong cuộc sống sẽ luôn có những người ủng hộ, người chỉ trích và người không quan tâm. Vì vậy mình chỉ tập trung vào những người ủng hộ mình. Và kết quả là mình không chỉ đạt được 100.000 người đăng ký, mình còn xây dựng được một cái cộng đồng riêng của mình, những người theo dõi và ủng hộ mình. Những video của mình dù mình có đi đến đâu cũng vẫn như một nhân viên bán hàng chăm sóc khách hàng 24/7, tạo ra thu nhập thụ động từ những cái sản phẩm, những cái dịch vụ, những cái kiến thức mà mình chia sẻ. Tất cả những cái thành quả mà mình đạt được ngày hôm nay nó đều đến từ một cái quyết định lớn mà mình đã đưa ra cách đây vài năm. Quyết định từ bỏ một cái công việc kinh doanh mà mình đã gắn bó hơn 8 năm để theo đuổi affiliate marketing. Đây không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình, mà nó còn là khởi đầu cho cuộc sống tự do mà mình luôn mơ ước. Nhờ vào affiliate marketing, mình đã tạo ra được các nguồn thu nhập thụ động từ 100 cho đến 200 triệu một tháng. Có những giai đoạn bùng nổ, mình đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng với tiếp thị liên kết. Năm 2022 là một năm bùng nổ khi mà mình chính thức chạm mốc 1 triệu đô la với công việc tiếp thị liên kết. Và mới đây thì mình đã hoàn thành một cái căn nhà thứ hai. Đây là một cái căn nhà ước mơ của mình, và chuẩn bị dọn về ở vào cuối năm. Những thành tựu này không chỉ đem lại cho mình khả năng tài chính, mà còn cho phép mình sống một cái cuộc sống theo cái cách mà mình mong muốn. Mình có thể chọn làm những công việc mình yêu thích, từ chối những con người, những công việc mà mình cảm thấy không phù hợp. Quan trọng nhất là mình không còn phải bù đầu trong công việc hay là lo lắng về những cái chi phí vụn vặt hàng tháng. Một trong những cái điều tuyệt vời nhất mà affiliate marketing đem lại cho mình đó chính là sự tự do. Mình có thể tự do đi lại bất cứ nơi đâu, tự do tận hưởng cuộc sống, tự do trải nghiệm những cái điều mà mình cảm thấy thú vị. Mình không còn những cái chuỗi ngày mà tất bật trả lời điện thoại hay là chăm sóc khách hàng, mà thay vào đó thì mình dành thời gian để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn, để khám phá những cái điều mà mình yêu thích, tập trung cho những cái sở thích cá nhân mà trước đây với những công việc truyền thống mà mình không thể làm được. Nếu bạn đang tìm kiếm sự thay đổi thì hãy bắt đầu với affiliate marketing. Đó có thể sẽ là một cái bước chuyển mình lớn trong cuộc đời của các bạn. Để mình nói cho các bạn một bí mật về sự tự do, thu nhập thụ động chính là cái chìa khóa. Nó chính là cái thứ giúp cho các bạn có thể sống một cái cuộc đời mà bạn mong muốn. Thu nhập thụ động là cái nguồn thu mà bạn không cần phải dành thời gian, công sức, lao động hàng ngày để có thể tạo ra. Đây chính là yếu tố giúp cho các bạn có thể tự do về thời gian, sống cuộc sống thoải mái hơn mà không cần phải lo lắng về tiền bạc. Bạn có thể theo đuổi đam mê, sở thích hoặc là đầu tư cho những việc quan trọng hơn trong cuộc sống. Nguyên luôn mong muốn xây dựng nguồn thu nhập thụ động ngay khi còn trẻ, bởi vì mình luôn đặt ra câu hỏi rằng nếu một ngày mà vì một cái lý do nào đó mình không thể làm việc thì nguồn thu nhập của mình sẽ đến từ đâu? Chỉ cần một cái sự kiện nào đó bất ngờ như là bệnh tật, tai nạn hoặc thậm chí những cái sự kiện không ai mong muốn như là đột quỵ,
những cái biến cố mà nó có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta, không cứ là độ tuổi già hay trẻ. Mình đã chứng kiến những người bạn của mình trước đây đi làm công ăn lương, lương thu nhập khá là tốt, thu nhập khoảng 20 triệu một tháng. Nhưng mà rồi một ngày công ty cắt giảm nhân sự, bạn ấy bị mất việc. Và những cái khoản tiền tiết kiệm của bạn đủ cho bạn ấy duy trì trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm nếu như không có bất kỳ biến cố gì xảy ra. Nhưng mà không may con bạn lại phải đi bệnh viện và phải cần một cái số tiền rất là lớn, và bạn phải lấy cái số tiền đó để chi trả viện phí cho con. Điều đó xảy ra khiến cho bạn không có chắc được rằng 6 tháng sau bạn ấy sẽ dùng tiền gì để bạn ấy chi trả cuộc sống sinh hoạt của bạn đó. Và đó cũng là những cái câu chuyện mà mình chứng kiến những người bạn xung quanh của mình ngay khi còn trẻ. Mình đã nhận thức ra một điều rằng thu nhập thụ động nó là cái thứ vô cùng quan trọng. Đó chính là lý do vì sao mà thu nhập thụ động nó quan trọng hơn bao giờ hết. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Rất nhiều người có thể nghĩ rằng chúng ta có thể đầu tư một cái căn hộ, sau đó chúng ta cho thuê lại, hoặc là chúng ta có thể xây dựng ra những cái nhà trọ để cho sinh viên thuê. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng sự thực thì để các bạn đầu tư ra, các bạn sở hữu một cái căn nhà như vậy thì cái vốn của các bạn nó rất là lớn. Tuy nhiên hiện nay thì có cái phương pháp là affiliate marketing là một trong những cách mà các bạn không cần phải có vốn lớn. Các bạn cũng không cần phải có kho hàng, không cần phải nhập hàng. Nó là một cái cách bắt đầu đơn giản nhất cho một cái người mới. Và nó cũng chính là cái con đường mà đã giúp cho mình có thể tự do, mình có thể sống được một cái cuộc sống mình mơ ước. Với affiliate marketing thì bạn chỉ cần học cách để có thể lựa chọn ra sản phẩm, tìm hiểu những cái cách để giúp kết nối những cái người mua hàng với lại dự án, chia sẻ những cái giá trị. Khi mà người mua hàng họ mua thông qua cái đường link tiếp thị liên kết của các bạn thì các bạn sẽ được hưởng hoa hồng mà các bạn không cần phải làm gì thêm. Lợi ích rõ ràng của tiếp thị liên kết đó chính là không cần vốn lớn, thời gian linh hoạt và tự do tài chính. Nhưng mà để có được thu nhập thụ động với affiliate marketing thì các bạn sẽ cần phải dành thời gian để học những cái kỹ năng như là marketing, quảng bá sản phẩm. Các bạn cũng cần phải học cách để thu hút khách hàng tiềm năng và những người theo dõi ở trên mạng xã hội, thành thạo kỹ năng quảng bá online. Và mình biết rằng cũng rất là nhiều bạn không biết bắt đầu từ đâu, lo lắng là mình không dành công nghệ, lo lắng rằng cái độ tuổi của mình quá trễ để bắt đầu. Nhưng mà để Nguyên nói với các bạn, không có một cái thời điểm nào là quá trễ cả. Và công nghệ nó không phải là cái rào cản đối với những bạn mà muốn kinh doanh trên online. Quan trọng nhất là bạn cần phải dành thời gian để bạn học hỏi những cái kỹ năng. Khi mà chúng ta không biết thì chúng ta cần phải dành thời gian để chúng ta học và thực hành mỗi ngày. Cũng như cái câu chuyện mà Nguyên chia sẻ với các bạn, ngay khi mà mình mới bắt đầu, mình cũng là một cái người rất là ngại trước ống kính. Mình cũng rất là tự ti về giọng nói, khuôn mặt của mình. Nhưng mà chỉ có khi mà mình dám đối đầu với nó, mình vượt qua những cái điều mà mình sợ nhất, mình muốn có được những cái thứ mà mình chưa có, thì mình dám đối diện với những cái thử thách, những cái rào cản mà đang có ở trong tâm trí của mình. Và gần đây thì công nghệ AI ra đời, những cái rào cản như là việc mà xuất hiện khuôn mặt ở trên online hay là các bạn phải ngại về giọng nói thì nó đã phá tan hoàn toàn. Bởi vì các bạn không cần phải sử dụng giọng nói của các bạn hay là khuôn mặt của các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái hình mẫu AI hoặc là những cái giọng nói của AI để thay thế cho các bạn. Nên cái việc là ngại xuất hiện lộ diện nó không còn là cái rào cản với các bạn. Còn đối với độ tuổi, để Nguyên nói cho các bạn, có những cái học viên trong khóa của mình ý, là những người mà không hề biết sử dụng chuột. Tức là khi mà mới bắt đầu đến cái chương trình này, họ thậm chí còn không biết sử dụng máy tính, họ không biết cầm chuột như thế nào. Nhưng mà bằng việc là học và thực hành liên tục thì họ đã có thể kiếm tiền ở trên online. Cũng có rất nhiều trường hợp các bạn đầu tư hàng chục triệu đồng, rồi vay mượn hàng trăm triệu đồng để đi xuất khẩu lao động ở bên nước ngoài và đi làm đến 12 tiếng, 12 đến 14 tiếng mỗi ngày và cả tháng để kiếm được vài chục triệu. Sau khi mà về nước trừ đi tất cả các chi phí thì để lại không được bao nhiêu hết cả. Mà cuối cùng cái công việc mà các bạn ấy học ở nước ngoài nó không hề ứng dụng được ở trên online, các bạn ấy lại phải tiếp tục đi tìm công việc mới. Vì vậy nên là rất là nhiều các bạn mà đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài cũng tham gia cái chương trình đào tạo của Nguyên để mà họ có thể bắt đầu khởi nghiệp trên online. Hoặc cũng có rất là nhiều những anh chị đang làm công việc ở văn phòng, họ cũng đang sinh sống ở nước ngoài. Họ cũng biết rằng cái việc mà cứ chăm chỉ tập trung vào đồng lương ấy, nó không là cái con đường giúp cho họ phát triển được. Bởi vì công việc cũng có thể hoàn toàn mất bất cứ lúc nào. Và cái việc mà một tháng đi làm kiếm được 10 cho đến 20 triệu nó không là cái con đường giúp cho các bạn có thể đột phá thay đổi tài chính được. Và khi nghỉ ngơi, đồng tiền không hề nó tự sinh ra, nó không hề có một cái sức mạnh của Internet để làm cái đòn bẩy cho các bạn. Cũng như ngày hôm nay, Nguyên sử dụng YouTube là một cái kênh mà marketing online. Thì ngay kể cả ngày mai mình không làm gì cả, cả một tháng mình đi chơi, thì những cái video nó vẫn ở trên kênh YouTube, nó vẫn là một cái nhân viên bán hàng xuất sắc cho mình. Việc của các bạn cần làm để đảm bảo được cái tài chính tương lai cho mình đó chính là xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động.
để nó dự phòng tài chính cho các bạn, để chúng ta không còn phải bị động với cuộc sống nữa, để khi mà những cái sự cố hay là những cái việc mà nó diễn ra bất ngờ ấy, chúng ta sẽ không cần phải là như một cái nạn nhân trong cái cuộc sống của mình. Ok, và vừa rồi thì Nguyên cũng đã tâm sự với các bạn khá là nhiều về cái chặng đường mà Nguyên đã làm YouTube, cũng như những thành quả mà mình đã đạt được, và cái lý do tại sao mà mình khuyên các bạn nên bắt đầu xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động ngay hôm nay. Và mình biết rằng cũng có rất nhiều bạn tài chính vẫn đang là một cái rào cản, và nhân cái dịp sự kiện mà Nguyên ăn mừng nút bạc, mình đã nhận được sự ủng hộ của các bạn và đã vượt qua được cái mốc là 100.000 người đăng ký trên kênh YouTube. Nguyên cũng muốn dành một cái món quà tri ân của mình đối với những người theo dõi, follow kênh của Nguyên trong thời gian vừa qua, và Nguyên hy vọng rằng nó sẽ là cái món quà giúp cho các bạn có thể dám vượt qua những cái rào cản của bản thân của mình để có thể bắt đầu xây dựng một cái sự nghiệp online cho riêng các bạn. Để ăn mừng nút bạc cũng như là tri ân cộng đồng đã ủng hộ cho Nguyên, mình sẽ tặng cho các bạn cái ưu đãi, đó chính là giảm 5 triệu đồng khi mà các bạn tham gia khóa học Master Affiliate. Hiện tại thì cái giá khóa học đang là 39.990.000. Khi mà các bạn áp dụng cái mã ưu đãi mà mình sẽ để trong phần mô tả này thì các bạn chỉ cần thanh toán là 34.990.000 để các bạn có thể sở hữu khóa học Master Affiliate, một chương trình đào tạo mà Nguyên đã dành ra hàng trăm giờ để biên soạn nhằm giúp cho các bạn từng bước xây dựng được một cái hệ thống Affiliate Marketing thành công và đạt được cái sự tự do cũng như xây dựng được những nguồn thu nhập thụ động để các bạn có thể tự do hơn trong cuộc sống. Khóa học Master Affiliate sẽ là nơi mà Nguyên chia sẻ toàn bộ những cái chiến lược mà Nguyên đã áp dụng để xây dựng những nguồn thu nhập thụ động từ Affiliate. Bạn sẽ tiết kiệm được vài năm, không cần phải mò mẫm. Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước từ việc lựa chọn sản phẩm, xây dựng kênh quảng bá cho đến chiến lược tối ưu hóa doanh thu từ Affiliate Marketing. Bằng cách sao chép chiến lược của Nguyên thì bạn hoàn toàn có thể bắt đầu tạo ra nguồn thu nhập thụ động cho riêng mình. Bạn không cần phải có vốn lớn, không cần phải là chuyên gia, không cần phải lộ diện. Nguyên sẽ chia sẻ mọi thứ từ A cho đến Z về cái cách mà mình đã xây dựng dòng tiền thụ động. Nếu bạn cũng muốn không chỉ làm việc để kiếm sống mà bạn muốn sống một cái cuộc sống mà mình mơ ước thì khóa học này sẽ dành cho bạn. Chương trình ưu đãi này chỉ kéo dài trong 5 ngày. Hãy nhập mã Silver5M khi đăng ký để được hưởng ưu đãi này. Và chỉ có 10 suất ưu đãi thôi, vì vậy hãy nhanh tay đăng ký. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã là một phần của hành trình này. Nguyên chúc cho các bạn sẽ xây dựng được cuộc sống mà các bạn mong muốn và sẽ tự viết lên cũng như chia sẻ được câu chuyện của chính bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo và trên một hành trình thành công mới. Cảm ơn các bạn.